chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay mình chia sẻ tới mọi người một món bánh, đó chính là món bánh phu thê. Nhưng mà mình sẽ làm cái món bánh này bằng màu lá cẩm nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 200g bột năng, 100g cà rốt. Cà rốt này thì mình sẽ làm gân cho bánh, ăn vào thì sẽ giòn, ngon hơn. 100g lá cẩm. Lá cẩm này là lá cẩm Thái, cái màu rất là đẹp luôn. Và mình cũng có sử dụng là 100g đường, 100g đậu xanh, một chút xíu muối. Thì bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Để chuẩn bị nấu thì bây giờ mình lật cái lá cẩm này ra để mà mình lấy màu. Mình chỉ lấy lá thôi nha. Cái màu lá cẩm Thái này rất là đẹp luôn, cái màu tươi. Còn cái lá cẩm bình thường của mình á, cái màu của nó hay bị tái lắm, nhìn nó không có được đẹp. Khi đã lật xong rồi, bây giờ mình cho 600ml nước vào trong một cái nồi. Mình nấu cho cái phần lá cẩm này ra màu. Lá cẩm khi nấu lên thì có được cái màu đẹp như vậy nè. Mình đun sôi cho cái phần lá cẩm này nó ra hết. Thì mình bắt đầu mình tắt bếp nha. Khi mà mình nấu xong thì mình được một cái màu lá cẩm đẹp như vậy. Cái màu rất là tươi luôn nha. Thì mình để cho cái phần nước lá cẩm này thiệt là nguội rồi mình đi pha bột. Lá cẩm cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình cho hết bột năng vào trong một cái thau. Và mình cũng cho hết 100g đường vào. Dần vào một chút xíu muối để cho bánh của mình được đậm đà hơn nha. Mình cho một ít thôi. Trộn đều lên. Sau đó mình chế cái chỗ nước cẩm này từ từ vô. Đó, cái màu rất là tươi luôn. Tới lúc mà mình hấp lên á thì bánh rất là đẹp. Cho hết vô luôn. Đánh cho bột tan hết. Khi bột đã pha xong thì mình được một hỗn hợp như vậy. Cái màu này lúc mà mình hấp lên á thì nó trong lại rất là đẹp. Mình cũng cho vô luôn là 100g cà rốt nha. Cà rốt tươi thì mình thái thiệt là mỏng ra, xong rồi mình thái chỉ lại. Mình có thể đem phơi nắng hoặc là mình rang ở trên cái chảo chống dính cũng được. Thì cái cà rốt này nè sẽ giúp cho bánh của mình ngon hơn và nó có gân, ăn nó giòn giòn á. Thì mọi người có thể thay thế bằng khoai môn cũng được nha. Bây giờ mình cho vô. Trộn đều lên. Bây giờ mình để đây cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong cái thời gian đó thì mình sẽ đi nấu đậu. Bây giờ mình chuẩn bị đi nấu đậu. Mình cho hết 100g đậu vào trong một cái nồi. Cho vào thêm là 200ml nước lạnh. Mình nấu theo kiểu này thì rất là nhanh và mình không có cần phải chắc nước gì hết. Bây giờ mình bật lên bếp để nấu nha. Khi đậu xanh đã nở và chín nhừ như vậy rồi thì mình bắt đầu mình cho vô đây là 3 muỗng canh đường. Thì với cái phần nhân này mình sẽ làm cho vừa ăn, không quá ngọt và cũng không có quá mặn nha. Mình cho vô một chút xíu muối nữa để nhân được đậm đà hơn. Mình trộn đều lên. Bây giờ mình dùng một cái sạn. Mình xào cái chỗ đậu này lên để cho đậu được nát á. Nấu cách này rất là nhanh, không có cần phải chắc nước hay gì hết. Khi đậu xanh đã thành một khối dẻo như vậy rồi nè, thì bây giờ mình tắt bếp. Để cho đậu xanh nguội thì mình sẽ đi vò tròn lại làm cái phần nhân ở trong nha. Thì nhân này mình không nên xào cho quá khô, mình xào hơi mềm một chút. Nếu như mà xào khô quá để bánh sang ngày hôm sau ăn thì cái chỗ nhân nó sẽ rất là dễ bị cứng, nó sẽ không có còn ngon nữa. Thì bây giờ mình vò nhân nha. Mình tán đều ra, dùng muỗng. Mình lấy khoảng bao nhiêu đây đậu xanh là được. Mình vò viên khoảng chừng này là được nha mọi người. Mọi người thông cảm, hôm nay mình làm có một mình nè, nên là quay cũng không có được đẹp lắm. Nhưng mình cũng đã vò xong hết rồi. Và cái bột lúc nãy mình cũng đã để nghỉ được 30 phút. Thì bây giờ mình cùng chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Mình cho bánh vào mình hấp nha. Với công thức này thì mình sẽ cho bột sống như vậy, mình hấp trực tiếp luôn chứ mình không có lấy chùm.
Thì cái món bánh su xê này rất là nhiều cách làm luôn. Ở miền Nam mình thì gọi cái món bánh đấy là món bánh su xê, ở ngoài Bắc thì gọi là bánh phu thê. Mọi người không có cho lá cẩm thì mình có thể sử dụng bằng lá dứa hoặc là cái màu gấc cũng đều được nha. Mình chuẩn bị một cái sửng và mình cho cái khuôn vào. Khuôn thì mình sử dụng ở đây là khuôn bánh lăng. Xếp vào hết thì mình cho bột vào nha. Mình khuấy bột cho đều. Thì bây giờ mình bắt đầu mình múc ra ngoài khuôn. Mỗi giá thì mình lấy ít cà rốt thôi nha. Để mà mình dễ cho vào. Mỗi khuôn thì mình sẽ cho vào đây là một giá. Cho hết vô rồi thì mình sẽ cho nhân vô. Khi nước đã sôi như vậy thì mình cho bánh và mình hấp. Rồi mình để nắp lại. Bánh nãy giờ mình đã hấp được 20 phút rồi nè. Bánh trong như vậy là đã chín rồi nha. Để mình nhắc xuống. Bánh trong như vậy là chín hết rồi nè. Thì bây giờ mình lấy ra để cho bánh nguội. Nãy giờ cũng đã nguội rồi nè. Và mình cũng chuẩn bị thêm những cái bọc như vậy. Thì một cái bọc mình cắt ra làm đôi. Để một lát nữa mình gói bánh lại nha. Mình cũng chuẩn bị thêm là một ít mè để một lát nữa mình rắc lên mặt. Trước khi lấy bánh ra thì mình sẽ cho vào đây là một ít mè lúc nãy mình đã rang đó. Cho lên mặt thì nhìn vừa đẹp mắt nè. Mà cái bánh của mình lại vừa ngon nữa. Mình cho ít thôi, không cần cho nhiều đâu. Và mình dùng cái đầu muỗng. Mình lấy bánh ra. Bánh nguội rồi thì rất là dễ lấy. Mình úp ngược xuống như vậy. Để ngay giữa cái bọc. Đó, như vậy là mình đã lấy ra được một cái. Thì mình bắt đầu mình gói lại nha. Mình ốp vào. Cách làm này thì cũng rất là đơn giản và không có mất quá nhiều thời gian của mình. Mình gói lại cho vuông vứt bốn góc là được. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh su xê lá cẩm rồi nè. Trông rất là đẹp mắt luôn nha. Thì bây giờ mình để qua một bên và mình cũng sẽ làm những cái tương tự như vậy. Bánh này thì mình có thể làm cho đám tiệc ăn cũng rất là ngon. Nếu như mà mọi người thích ăn với nước cốt dừa thì mình có thể cho thêm nước cốt dừa vào để ăn cũng được. Bánh rất là dễ lấy ra. Mình lại gói cái tiếp theo vào. Màu này với cái màu xanh của lá dứa thì màu nào cũng đẹp hết. Rồi, mình đã xong được hai cái thì bây giờ mình sẽ làm tương tự hết cái chỗ này luôn. Như vậy là mình cũng đã làm xong cái món bánh su xê màu lá cẩm rồi nè. Có những cái đường gân của cà rốt nè. Và mè nữa. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một cái cho cả nhà biết cảm nhận của mình nha. Bánh trông rất là đẹp mắt luôn. Bánh khi mà mình ăn vào trong miệng á thì bánh rất là dai nè và có cái độ giòn của cà rốt. Cái vị ngọt của bánh cũng vừa phải, không có ngọt quá mà cũng không có bị quá lạt nha. Nếu mọi người yêu mến video này thì hãy cho mình một like, một đăng ký nhé. Và hãy nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết và để ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.